Nhưng mà hỏi thật nè, bây giờ sức này có khi nào một tháng mình làm chút chút được không? Không được. Không được luôn hả? Tê liệt hết luôn. Tê liệt hết hả? Nói thiệt nghe chứ đừng nói dốc cho em Út nha. Tê liệt hết mà. Bây giờ hỏi chị Thảo nè, không có chấm mút gì được không chị? Không chấm thì được mà mút như sao? Chấm thì được mà mút hết hết, mút được. Nhưng mà hy vọng là trời thương là chắc cho một mồi à. Cho. Nếu mà ngán mà. Hello cả nhà, Nguyễn Đức Long và nghệ sĩ Vũ Linh Dương và chị Thảo. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay Nguyễn Đức Long lại quay trở lại Bến Tre, thành phố Bến Tre và gặp nghệ sĩ Vũ Linh Dương là một người anh rất là thân thiết trong nghề đối với Long. Trong lúc mà anh còn khỏe đó, những ngày tháng còn khỏe thì anh thường xuyên gặp Long và anh chơi với Long cũng rất là tình cảm anh em. Vì nếu mà nói về tuổi tác á thì Long phải gọi anh bằng chú, nhưng mà trong nghệ sĩ là vẫn gọi là anh. Thì chính vì lẽ đó Long rất là quý ông già hôm qua tội nghiệp. Ông đem trà qua hả? Trời đất ơi tội nghiệp. Ông già chị Thảo. Bình luôn thiếu gì luôn mà cắt tới nhà không có bình nước uống hết rồi. ông cụ năm nay ông cụ mấy mươi rồi? 82 rồi. Ông cụ 82 rồi. Thấy khách vô nhà là bưng bình nước trà qua để đại khách đó. Chà tội nghiệp quá. Rồi thì thưa quý vị, chính vì lẽ đó thì tình nghĩa anh em chơi rất là thân thiết và Long rất là quý trọng anh, là một người anh trong nghề. Và bây giờ thì anh đã lâm bệnh cũng mấy năm nay rồi chứ không phải là một năm. Thì thưa với quý vị, thì qua cái sự giới thiệu của Long thì bên đài truyền hình HTV rồi tất cả một số anh em đồng nghiệp cũng tới quay hình và đăng báo rồi cũng hỗ trợ cho anh trong những cái ngày tháng mà anh nằm viện á, rất là khó khăn. Và đến bây giờ thì cuối cùng chị Thảo là người coi như giang tay giúp đỡ anh và đưa anh về thành phố Bến Tre và mướn một cái căn nhà ọt ẹt như thế này để sinh sống. Thì chị Thảo hằng ngày đi làm lặt vặt gì đó rồi kiếm tiền nuôi anh Vũ Linh Dương. Thì đây là một cái tình thương mà phải nói rằng Long phải nói rằng là quá tuyệt vời chị Thảo đối với anh Vũ Linh Dương. Còn nói với quý vị rằng là ảnh bây giờ rất là khó khăn, tai biến lần thứ ba, chỉ có ngồi trên cái ghế dậy, đứng lên còn không vững được quý vị. Thưa quý vị, đứng còn không vững nữa. Thành ra cái di chuyển rồi cái sinh hoạt ảnh rất là khó khăn, mà cuộc sống kinh tế thì vô cùng khó khăn luôn. Thành ra là bây giờ Long cũng vừa rồi, em cũng nói thật với anh với chị Thảo thế này. Vừa rồi em xuống em đăng cái clip, em quay anh á. Có thăm anh rồi dắt một cái cậu doanh nghiệp tới xuống thăm anh thì cũng có cái gì gọi là cũng có chút quà cho anh rồi thì em mới đăng lên trên trên cái kênh Zalo của em, trên cái kênh YouTube của em thì có cái cô này là cô Trang ở Mỹ. Cô Trang ở Mỹ có gửi, có nói rằng là chừng nào anh đi xuống thăm anh Vũ Linh Dương á cho em gửi 2 triệu để giúp đỡ anh Vũ Linh Dương 2 triệu. Và ngày hôm qua đây là ngày hôm qua là có cái cô này ở Vũng Tàu, cô này ở Vũng Tàu thì nói có sách mắc có chứng thì cô có nhắn tin cho Long thế này. Đây cô nhắn tin cho Long là nè dạ em đâu đây chứ dạ em muốn mua hàng để ủng hộ anh, nhưng mà quê em thì ở biển nên em không có nhu cầu. Là em lại hiện nay em có bán cá khô, cá khô em có mang theo tặng cho anh 2 ký khô cá thu, thì em bán khô cá thu rồi đó trên mạng á. Thì cô này nó sẽ mua ủng hộ anh, nhưng mà em quê ở biển, thành em không có nhu cầu nên em muốn gửi chút lòng nhé. Anh cho em số tài khoản em giúp tự nguyện. Anh cũng đừng kêu tên em ra nha. Là ý là cô này không cần phải kêu tên ra. Dặn em là như vậy, nhưng mà cô này giúp. Rồi bắt đầu em mới nhắn tin lại là ok em. Của ít lòng nhiều, em giúp bao nhiêu cũng tốt. Và em giúp ai thì bao nhiêu tiền thì em nói. Thì bạn này mới bảo em mới gửi số tài khoản qua. Thì sau đó đó thì bạn này chụp hình gửi qua cho em 1 triệu đồng nữa. Hiểu không? Gửi cho em 1 triệu đồng nữa. Thì tổng cộng ngày hôm nay là em làm cái sứ mệnh này là cái cô Trang ở bên Mỹ là 2 triệu.
À, với cái cô này á là em không, cổ không cho kêu tên. À, thì thành ra bây giờ em nói là cái cô này là ở Vũng Tàu, vì cái clip này em đăng lên thì người ta sẽ biết, hiểu không? Ai cho thì biết, chứ còn em thì thưa thật với anh và thưa thật với cộng đồng mạng lần là Long không có kêu gọi về số tài khoản của Long, Long nói thật. Nhưng mà đây là những người biết, là những người họ trực tiếp họ xin đóng góp. Rồi sau đó là nè, nhờ anh chuyển giúp, cảm ơn anh đã kết nối. À, rồi bắt đầu là cái cô này nó dạ em không cần thiết. À, em mới nói nhớ nhắn lại nè. Ok em, anh thay mặt anh mọi người em cảm ơn anh nhiều. Dạ được rồi bác, để đó con bác. Cái lời mà mẹ không có khách. Rồi thì bắt đầu là em mới nói là qua tuần anh xuống trao cho anh Dương và quay clip gửi cho em xem nha. Nó dạ không cần thiết đâu anh, em chỉ gửi là gửi tất cả về niềm tin và cái sự thương yêu thôi, chứ anh đừng, anh không quan trọng vấn đề đó, có bấy nhiêu đây không có quan trọng. Nhưng mà Long nói thật quý vị rằng đây là những người biết thì người ta họ họ trực tiếp họ gửi cho em thì em nhận, chứ còn em chưa bao giờ đứng lên mà kêu gọi ai hết, tại vì em rất là ngại cái vấn đề này. Anh Dương hiểu không? Chứ nếu đồng bình thường á, em nói như này, bình thường mà em kêu gọi quý vị ơi, các cô chú ơi, các anh chị ơi, có thể là giúp cho anh Vũ Linh Dương người 500, 300, 200, 100 hay 50, 30. Em kêu gọi thì thật sự với anh là sẽ rất là nhiều tiền. Mặc dù không nhiều lắm nhưng mà bảo đảm với anh là cũng có thể anh trang trải được. Nhưng mà em không làm việc đó. Ai gửi trực tiếp thì em mới dành, chứ em không có kêu gọi. Và em đã gửi thì em phải đem xuống, em trao anh đàng hoàng nha. Thì bây giờ nè, thưa với anh là thế này. Đây. Đây anh đếm lại giùm em. Đây, 1 tờ nè, 2 tờ, 3 tờ, 4 tờ, 5 tờ, 6 tờ. 6 tờ là 3 triệu. Chị đếm lại giùm em đi. Anh đếm lại giùm em đi cho cộng đồng mạng thấy. À, đếm giùm em đi. À, 6 tờ đúng không? À, 6 tờ là 3 triệu. Là 2 triệu là của... Đó, chị Thảo cầm cho anh đi. 2 triệu là của cái em Trang ở bên Mỹ. Còn là 1 triệu là cái em ở dưới Vũng Tàu nha. Còn cái phần này là phần của em. À, phần của em. À, thì lúc nào thì có nhiều em ủng hộ anh thôi. Dạ, đó. Tôi kể nó. Rồi. Rồi, đó là phần của em ha. Rồi, thì đó là cái sứ mệnh của em. Thì em cũng báo cáo với đại gia đình mình vậy. Rồi, bây giờ anh có đôi lời cảm ơn cô Trang với là cái cô ở Vũng Tàu thôi, chứ không có kêu tên. À, cái cô này của giống. Vũ Dương không biết nói gì hơn. Tôi xin cảm ơn cô Trang ở nước ngoài. Tôi cũng có lòng giúp cho tôi và một người mà ở Vũng Tàu mà không cho biết tên. Ừ, cô ở Vũng Tàu không cho biết tên. Tôi cũng xin cảm ơn và chúc các người được nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất nhiều. Rồi đây. Đây là em tặng cho anh chị 2 ký khô cá thu nha. Đây là khô cá thu. À, cái này mà nấu canh chua là ăn là ba phát. À, canh chua nha. À, nấu canh chua 2 ký cá thu khô. Đem giờ ăn nhậu chứ. Em mà em bán cái này mà. Ủa? Em bán. Yeah. Ừ, em bán thành ra em mới có em tặng anh chứ. 2 ký thôi, 2 ký. Này đâu bán nè trời. Trời chứ bây giờ khổ quá phải bán kiếm tiền. Để em kiếm tiền em có tiền em mới đi thăm anh chứ không tiền đâu đi thăm anh. Hả? Chết. Hả? Em có em đi bán, em bán em mới có tiền, em đổ xăng, đổ ship rồi em đi thăm anh chứ không tiền đâu em đi thăm anh. Bán thiệt á, em bán thiệt. Em bán thiệt chứ bán giả đâu. Trời em cũng kêu gọi cộng đồng mạng. Rồi cả nhà ơi, nếu như cả nhà thương Long, thương tất cả các anh em nghệ sĩ, những người khó khăn thì hãy cùng chung tay giúp Long mua giúp cho Long mỗi người 1 ký cá khô hay một cá khô thu, cá khô hay là cá lóc khô hay là 1 lít mật ong hay một hũ mà mật dâu. Long rất là cảm ơn Long lấy cái tiền đó để Long giúp đỡ tất cả các anh em nghệ sĩ. Tại vì sao không tiền để mà có cái dư ra để làm thiện nguyện đó anh. Để nói anh này, bây giờ em đi từ thành phố Hồ Chí Minh em đổ đường xuống đây cả 100 cây số, em đi về là 200 cây số, anh hiểu không? Tiền phí cầu đường, tiền xăng cộ, rồi cũng phải có tiền cà phê cà pháo cho anh. À, ví dụ vậy, em nói anh hiểu không? Thì đôi em của ít lòng nhiều, chứ em thì không có nhiều, nhưng mà em có thể giúp anh được chút chút vậy thôi, anh hiểu không? À, thì thưa quý vị, cá khô thu này á là Long cũng từng đã bán rồi đó, là cá khô thu này là 400.000 đồng một ký nha quý vị, mua ủng hộ giúp Long, Long bao ship toàn quốc. À, mật dâu á, mật ong á thì tất nhiên là 550.000 đồng một lít, và mật dâu là 200.000 đồng một ký trên một hũ, và cá lóc khô
thì 460.000 đồng. Còn tôm khô là 1.400.000, tôm lụi là 1.100.000. Tất cả mặt hàng của Long bán là đều ship toàn quốc nghe quý vị nha. Quý vị nếu thương Long giúp cho Long. Rồi cái này nó canh chua là bá phát anh. Canh chua ngon lắm. Rồi. Rồi bây giờ là chị Thảo có đôi lời gì không? Dạ thưa cộng đồng mạng. Hôm nay là có nhận của cô Trang 2 triệu và của một cái chị ở Vũng Tàu 1 triệu. Tuy rằng chị không biết tên nhưng mà trong lòng thì rất là quý trọng cái tình cảm mà ngày hôm nay, tại vì trong lúc này mà giúp được cho anh Dương coi như thuốc men và để bồi bổ tinh thần với sức khỏe của ảnh thì rất là quý, tận đáy lòng không bao giờ mà quên ơn được, rất là cảm ơn tha thiết trong lúc này lắm. Dạ với cái công sức của anh Long đi đến đây đường xa, vậy đường xa nắng no lắm mà anh đi tới đây là cũng tội nghiệp ảnh vô cùng, cũng không sao cùng. Đừng có nghĩ cái đó. Dạ. Rồi nhưng mà tấm lòng của Long cũng cao cả lắm, ảnh cũng đi làm thiện nguyện hết người này tới người kia nghỉ mà cũng thương lắm. Dạ vậy rất mang ơn cộng đồng ngày hôm nay. Rồi thưa chị, thì trong cái thời gian mà anh Vũ Linh Dương ảnh bệnh đau như thế này thì chị cưu mang ảnh như vậy thì chị thấy có cái gì phiền phức không, hay là chị có cảm thấy có cái lúc nào mà chị chán nản, chị muốn buông bỏ không? Dạ không, nói chung á thì ít dữ lắm, cái lúc mà nói chung á là như vậy, gặp ảnh á là tiếp xúc ảnh càng ngày càng thấy thương ảnh. Tại vì cái tánh của ảnh á, ảnh cũng ảnh bệnh nhưng mà cái tánh ảnh rất tốt. Dạ rồi nên khi làm á không có thấy mà nặng nhọc gì hết trơn á. Mà tuy là nghèo thiệt mà thấy vui vẻ, ngày nào cũng vui vẻ hết á. Dạ còn anh Dương thì anh thấy chị Thảo đối xử với anh như vậy thì trong cái cuộc đời anh đã đi qua và anh đã từng có gia đình, có vợ, có con, thì đến bây giờ cái tuổi này mà anh bình đau như thế này mà chị đem về chị nuôi như vậy cũng giống như cái tuồng mà Mai Đình đúng không? Cái tích đoạn Mai Đình đó, thằng Mặc Tử đó. Thời xuân sắc anh đem trao hết cho người ta, đến khi tàn phế em nhận về làm bảo vật. Chắc giờ này không ai đến đây mà để giành giật đúng không? Không là đời em mãi chịu thiệt thòi. Thì bây giờ anh đánh giá chị Thảo như thế nào? Phải nói là đừng khóc, nói chuyện bình thường thôi, méo méo vậy làm giống như mình nhỏ lắm. Không, rất là tuyệt vời. Tuyệt vời à? Nhìn thấy bên ngoài nó hồi khó kiếm. Kiếm bên ngoài là thứ hai. Mình là tài lã không có nè. Rồi nhà cửa không có, không nhà cửa không có bất cứ tài sản không có luôn, rồi kể cả sức khỏe bây giờ không có luôn, mà là người ta vẫn thương, người ta vẫn đem mình về cung mang cho mình. Cái đó mới là cái giá trị. Không, mà thật sự cái mạng sống mà anh Long, mình nghĩ nếu mà mình lường qua lường lại là thấy đâu còn ý nghĩa nữa. Nhưng mà hỏi thật nè, bây giờ sức này có khi nào một tháng mình làm chút được không? Không được. Không được luôn hả? Tê liệt hết luôn. Tê liệt hết hả? Nói thiệt nghe chứ đừng nói dốc cho em út nghe. Tê liệt mà. Thôi bây giờ hỏi chị Thảo nè, ông có chấm mút gì được không chị? Không, không chấm thì được mà mút như sao? chấm thì được mà mút hết hết, mút được. Đây, nhưng mà hy vọng là trời thương là chắc cho một mồi à. Cho. Nếu mà ngán mà mặn mà lo cho ảnh có điều kiện như cộng đồng đem đến chút tình cảm như vậy là động lực cho ảnh dữ lắm á. Anh đi được một vài bước rồi á. Đi được một vài bước rồi hả? Nhưng mà chừng nào mà anh làm được một vài cái. Không, nhưng mà nếu thiệt rất mang ơn cộng đồng mạng, thật sự là không bao giờ mà quên được cái khúc mà khổ sở như vậy mà có được cái công sức của anh Long và của tiếp hơi của cộng đồng mạng vậy. Nói là đầu tiên mang ơn nhất dữ lắm là mang ơn em Long dữ lắm. Thôi mang ơn gì em đó. Không, mà thiệt rất đầu là quý luôn á. Em Long em đầu tiên giúp đỡ cho anh. Tại vì thân cận với anh quá mới biết ra anh nhờ vậy mà làm cùng nói được. Rồi ra đài truyền hình mới biết được. Thì lúc em đến em quay ảnh đài truyền hình, điện thoại cho em, xin thời số điện thoại em.
rồi em mới cho số điện thoại, em mới chỉ đường cho tới. Dạ. Rồi bắt đầu lúc đó rồi bắt đầu là phi phục rồi đó, là dạ. từ rồi dạ. bắt đầu là mới đến. Dạ. Rồi một số anh em mà cái ngày mà bên đài truyền hình tới quay á, bên đài truyền hình hỗ trợ cho ảnh, rồi mấy anh em quay phim rồi biên tập rồi cũng gửi. Dạ. Rồi thôi chúc mừng anh, cố gắng lên nha. 1 2 3. Thì kính thưa quý vị, đây là cái trách nhiệm của Long đến đây đã xong rồi. Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã quan tâm theo dõi đoạn video clip này, và chúc đại gia đình luôn luôn sức khỏe, bình an, hạnh phúc và làm ăn thì phát tài. Xin kính chào, bye bye.